Cụ ông 82 tuổi ở Hà Nội đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trao đổi với Vietnamnet, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Hà Nội có hai thí sinh lớn tuổi nhưng vẫn đăng ký dự thi. Trong đó, có một thí sinh là cụ ông sinh năm 1940, năm nay 82 tuổi, vẫn đăng ký dự thi. Ngoài ra, một nữ thí sinh khác sinh năm 1969, tức năm nay 53 tuổi. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay, đây là những tấm gương về tinh thần hiếu học, học tập suốt đời của thành phố Hà Nội. Được biết, cụ ông 82 tuổi và người phụ nữ 53 tuổi hiện đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên quận Thanh Xuân. Bà Tô Thị Trà Ly, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên quận Thanh Xuân xác nhận, đây là hai học viên đang theo học tại trung tâm của mình. Vị này cũng xác nhận hai học viên này đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm đạt được những mục tiêu trong cuộc sống của mỗi người. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!